Trước hết là chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ, comment, bình luận cũng như là đăng ký kênh. Thế thì trước khi rút khỏi cái việc này thì cũng cần phải nói, bởi vì nếu mà không nói thì cũng phiền lắm. Tôi rút khỏi cái việc của Lộc và Thủy với ba cái lý do chính. Lý do thứ nhất là Thủy chửi tôi. Thủy vào kênh YouTube của tôi và chửi tôi. Và Thủy nói là tôi nói xấu Lộc và Thủy. Thế thì để tôi nói cho Thủy nghe. Tôi nói chứ không phải để Mỹ nói cho mà nghe đâu, để tôi nói cho Thủy nghe. Tôi không có nói xấu Lộc và Thủy mà tôi chỉ nói diễn biến cái việc như vậy thôi. Chứ còn nếu mà tôi có ý định nói xấu Lộc và Thủy á, thì tôi phải lấy những cái đoạn tin nhắn người ta nói xấu về Thủy lên để tôi đọc. Và cái đoạn ghi âm người ta nói những điều không hay về Lộc lên cho mọi người nghe. Thì như vậy mới gọi là tôi nói xấu Lộc và Thủy. Còn đây tôi không có nói xấu Lộc và Thủy nhá. Thủy nhá, Thủy xem lại cái video đó đi, đừng có vào nói như thế. Đó. Kể cả cậu chủ nhà cũng thế. Lộc nói nhiều điều không hay về cậu chủ nhà. Nhưng tôi cũng không nói ra. Lý do là tôi muốn giữ thể diện cho cả ba người. Và cũng chả có lý do gì để tôi đi nói xấu các vị cả. Cho nên là Thủy nói là tôi nói xấu Thủy là không đúng đâu Thủy nhá. Thủy xem lại cái video trước xem tôi có nói xấu hay không. Lý do thứ hai mà đi đến cái việc tôi rút khỏi Lộc là cái bình luận của Lộc trên YouTube. Lộc bình luận như thế này: còn chú Hòa giúp Lộc, Lộc rất biết ơn chú Hòa, nhưng chú Hòa chỉ có cách giải quyết là thương lượng. Vậy thì gặp mặt thương lượng để trả 250 triệu cho anh chủ nhà. Trong khi đó Lộc đã nhắn tin trả 100 triệu. Thì Lộc nhắn như này thì không có lý do. Đây để tí nữa tôi phân tích tại sao Lộc nhắn như này mà tôi lại lại phải buồn lòng vì cái tin nhắn này. Ở đây không phải là tin nhắn mà Lộc đăng công khai trên cái trang Lộc Phụ Hồ TV chứ không phải là tin nhắn nhé. Xin lỗi lúc nãy tôi nói tin nhắn là không đúng. Bởi vì trước khi Lộc nhắn cái tin nhắn này cho tôi thì có một người mới nhắn cho tôi mới nói như này này. Chú cẩn thận, Lộc nó nhắn tin cho chú, nó cài bẫy chú đấy, rồi nó đăng lên mạng nó phốt chú đấy. Thì khi tôi nhận được cái tin nhắn đấy tôi cũng cũng hơi lo, nói thật là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì Thủy nó vừa chửi mình, bây giờ Lộc nhắn tin cho mình lại cài bẫy mình thật, thì mình cũng tiêu, thì mình cũng mệt. Cho nên là sau đấy ngay lập tức thì Lộc nhắn tin cho tôi rất nhiều. Lộc nhắn tin cho tôi rất nhiều. Lộc nhắn tin thì nếu mà tôi không trả lời thì tôi bất lịch sự. Cho nên là tôi buộc phải trả lời Lộc. Thì Lộc nhắn tin cho tôi nó nhiều lắm, cho nên là bây giờ đọc nó đại khái là như thế này, để tí nữa tôi nói tiếp. Lộc nhắn tin cho tôi đại khái là chú giải quyết như thế nào, chú định gặp anh chủ nhà để giải quyết như thế nào. Năm đòi 250 triệu á, thì thương lượng cái gì? Thì tôi có nói với Lộc là tôi đã thương lượng đâu mà biết nó đòi bao nhiêu, bởi vì tôi mà đã thương lượng á, thì tôi không chấp nhận mất tiền. Đó, phải nói thẳng là như thế. Chứ còn thương lượng mà vẫn mất tiền thì thôi, chứ còn tôi đi thương lượng gì cho mất công nữa. Cho nên là nói cái điều đó ra với tôi là Cậu rất là chủ nhà. nhà. Cậu ấy nhắn cho tôi việc này là việc nhỏ như hạt đậu, chỉ cần chú lên tiếng hoặc người của chú lên tiếng là xong. Thì Lộc nói nãy giờ chú nói vòng vo không vào trọng tâm là cách giải quyết như nào. Thì tôi nói từ trước tới nay chú vẫn luôn ưu tiên cách giải quyết là thương lượng đầu tiên. Nên là thương lượng đầu tiên tôi vẫn đưa ra ba phương án như vậy. Thương lượng xong đấy mới đến đơn phương chấm dứt hợp đồng và tệ nhất mới là ra tòa, đúng không? Lâu nay tôi vẫn nói ba phương án như thế. Fan của Lộc vào kênh YouTube của Lộc bình luận nói rằng là chú Hòa về phe của ông chủ nhà để ăn tiền của Lộc, và cũng vào kênh YouTube của tôi chửi luôn, bảo tôi là về phe của cậu chủ nhà để ăn tiền của Lộc. Thế thì tôi nghĩ tôi rất buồn và không có lý do gì để tôi không không kết thúc cái việc này ở đây cả. Nghĩa là tôi nghĩ như vậy và tôi nghĩ thôi kệ Lộc và Thủy, tôi không có nói năng gì hết, top here tại đây.